Chân ra chưa? 1 2 3 1 chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điểm Anh Sơn. Trước mắt các bạn đây là chiếc máy sới đất chạy dầu diesel hàng Nhật bãi đã qua sử dụng, và mã của nó chính là Zanma IT550. Cái tên là nói lên tất cả, các bạn có thể thấy không? Dân chơi nghe mã cái là biết luôn. Chiếc này có công suất là 5.5 HP, đúng theo cái tên của nó, IT550, 5.5 HP, chạy dầu diesel, với động cơ của nó tất nhiên rồi, hãng Zanma thì không thể nào lựa chọn động cơ khác được. Động cơ của nó là động cơ Zanma. Và chiếc này nó là hàng dầu diesel không đề các bạn nhé. Hàng nó là đầu hạng đầu D. Tay quay là mát két nước, khá là ổn. Và chiếc này các bạn có thể thấy được tình trạng của nó còn rất là đẹp. Màu của nó thể hiện cái sự khỏe khoắn ở cái máy. Các bạn có thể thấy được màu ghi pha xám, rất là đẹp nhé. Lốp của nó là bánh răng la răng màu đỏ, khá là ổn. Thiết kế của nó khá là thẩm mỹ. Các bạn có thể thấy được cái máy này. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết để các bạn có thể thấy được chi tiết cái máy này nó đẹp như nào, và tình trạng của máy ra làm sao để các bạn có thể quyết định mua hàng hay không. Rồi, máy diesel thì cái hộp số của nó khá là lớn, nên là các bạn có thể thấy được cái lốp của nó tương đối to và to bản và cao. Với việc sử dụng lốp như thế này thì các bạn có thể thay được những cái bánh lồng vào, chạy hoàn toàn có thể bình thường, không vấn đề gì cả. Và sở hữu động cơ của nó là động cơ Zanma IT, động cơ Zanma 5.5 HP. Thoạt đầu thì các bạn nghe từ 5.5 HP, các bạn cảm giác rằng nó sẽ rất yếu. Nhưng mà thực ra không phải đâu, hàng máy máy Trung Quốc 5.5 hoặc là D6 thì các bạn có thể cảm giác yếu được. Nhưng mà máy Nhật ấy, cái hiệu suất của nó là hiệu suất thật, nó ghi bao nhiêu thì là nó ra đúng công suất bấy nhiêu. Và mặt thứ hai của nó là chiếc này của nó còn tương đối đẹp, còn tương đối mới nguyên bản, do đó cái hiệu suất làm việc của nó cũng khá là ok. Chiếc này là Zanma IT550. Rồi, các bạn có thể thấy được về động cơ này rất là đẹp, cực kỳ nhạy nổ luôn. Chiếc này chúng tôi chỉ quay 2 phát là nổ thôi. Nhiều khi các bạn cứ nghĩ là quay nó nặng nề, nhưng mà lát nữa chúng tôi sẽ thể hiện cho các bạn xem. Quay rất là dễ nổ. Đèn vẫn còn đèn nhá. Tem Zanma này, hàng rất hoành tráng, 5 ngựa rưỡi. Mini, nó không quá to như những chiếc D18 hoặc D20-24. Chiếc này nó có kích thước khá là nhỏ gọn, nên là các bạn sử dụng, ví dụ một số bác ở trên vùng Tây Bắc thì ruộng của các bác là cái thửa dồn lên tương đối cao, thì việc sử dụng cái máy này cũng khá là ổn. Rồi. Chiếc máy này khá là đẹp, chuyên sử dụng phay ruộng nước, ruộng lúa, có thể là bãi bồi bãi soi cũng khá là ok. Đây, tem của nó là tem Zanma IT550. Mã của nó thì chúng tôi sẽ quay chi tiết để các bạn xem. Mã của chiếc máy này rất đẹp nhá, 211269. Nếu mà bác nào mua cái máy này về ngày nào thì các bác thử hạ con đề em, cứ vẩn gỡ lại tiền máy, coi như là mua máy không mất tiền luôn. Rồi, tay cầm càng rất là hoành tráng, đẹp. Dàn phanh sau, chúng tôi sẽ lật lên dàn phanh sau cho bạn xem. Đây, dàn phanh sau răng khá dài nhá. Phanh này các bạn mua khá sẵn thôi, không có gì khó khăn nhỉ, khá là sẵn đủ. Hàng phay sau, trước này nổ thì siêu nhạy nổ luôn. Máy quay không đề các bạn nhé. Máy 550 rất là nhỏ gọn, chỉ hai tay. Sau đây chúng tôi sẽ thách thức các kỹ thuật viên của Điện Máy Bình Sơn có thể nổ chiếc máy này chỉ trong vòng quay, chỉ hai quay sẽ nổ được cái máy. Rồi, Quỳnh, em sẽ là người đầu tiên. Hai quay, xoay xoay cái đít ra đằng kia, quay cái đầu ra này em. Bóp hướng vào, bóp định hướng vào, bóp hướng bên đấy, rồi. Đẩy về phía trước một chút. Rồi, ok. Góc này khá là đẹp. Rồi, sau đây là cấn Nhật Quỳnh.
chuyên quay tay xe tăng. Không biết là có thành công không? Hai phát em nhá. Thách thức thử thách của chúng ta chỉ là quay trong vòng 2 phát thôi. Hai vòng các bạn ạ. Được thử. Thấy chưa, và thế chưa? Quá nét. Thế luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhà em có bí quyết quay công nông à? Ngày xưa không có đồ chơi, toàn phải lấy đồ chơi là máy bừa đúng không? D18 à? D18 nhìn ra con này nhẹ nhàng quá. Hai phát. Lại một phát. Lại phát nữa, một phát. Chưa đến một vòng nữa. Một vòng thôi, lần này chơi một vòng thôi, không ăn gian. Một vòng thôi. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Đúng một vòng luôn. Không lệch tí nào. Ga lên tí nào. Cho nó phọt khói lên cho vui. Rồi, ga lên. Tiếp. Đen xì. Vâng rồi. Ok. Các bạn thấy không? Quay rất là dễ quay rồi, chỉ nửa vòng lan luôn. Do Quỳnh nó cũng có kinh nghiệm, tối nào cũng quay tay nên là nó sẽ kinh nghiệm hơn những các bạn. Nếu các bạn không quay tay nhiều thì các bạn sẽ không có kinh nghiệm bằng Quỳnh đâu. Nên là để mà sử dụng hoặc là quay cái máy nổ này nó dễ dàng ấy thì các bạn buổi tối nên chịu khó tập quay tay. Bạn chịu có tối tập quay tay là sẽ có kinh nghiệm nổ máy dễ như Quỳnh hơn. Quá nhẹ. Thôi hết giờ biểu diễn rồi, hết giờ diễn rồi, không diễn nữa, cất máy. Rồi các bạn ạ, thế là cái giờ diễn của chúng tôi đã hết. Các bạn thấy hay, các bạn vui lòng like, subscribe kênh YouTube để Máy Minh Sơn để liên tục cập nhật những video mới nhất nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.